Xin chào tất cả mọi người. Trong bài học số 26 của loạt bài học về cấu trúc động từ đi kèm dịch từ này, chúng ta sẽ học động từ se souvenir de, có nghĩa là nhớ. Nhớ ai? Se souvenir de quelqu'un. Nhớ cái gì? Se souvenir de quelque chose. Và khi học động từ này, chúng ta cần để ý các đặc điểm sau. Ý nghĩa của nó là nhớ, nhưng mà nhớ đây là nhớ bằng ký ức, chứ không phải là nhớ bằng cái tình cảm. Thứ hai, đây là một động từ luôn luôn ở dạng phản thân. Chúng ta dùng ở trong ngữ pháp đó là verbe essentiellement pronominal, tức là nó chỉ có dạng này thôi, nó không hề có dạng là như thế này, nó không hề có dạng là verbe transitif như chúng ta thường thấy, nó luôn luôn ở dạng phản thân. Người ta gọi là verbe essentiellement pronominal, tức là cốt thiết của nó là như vậy, không có thể khác. Và chúng ta thấy động từ này luôn luôn đi kèm với giới từ de. Một điều nữa chúng ta cũng cần nhớ là khi học động từ souvenir có ý nghĩa là nhớ, thì chúng ta cũng cần đối chiếu với một động từ khác cũng có nghĩa là nhớ, đó là se rappeler. Động từ se rappeler có nghĩa là nhớ, nhưng mà nó có thể đi kèm giới từ de hay là không, trong khi động từ se souvenir thì bắt buộc luôn luôn phải đi kèm với giới từ de. Hai động từ này có cùng một ý nghĩa, nhưng mà động từ trên thì luôn luôn phải đi theo giới từ de. Động từ se rappeler thì có khi đi theo giới từ de, có khi không. Và bây giờ chúng ta xem tại sao là như vậy, và trong trường hợp nào thì dùng giới từ, khi nào thì không. Động từ se rappeler có thể sử dụng với giới từ de hay là không có giới từ, nhưng quy tắc chung là không dùng giới từ de. Chúng ta có thể nhớ quy tắc chung để chúng ta dùng trong các trường hợp tổng quát. Tôi nhớ cuốn phim này, je me rappelle ce film. Chúng ta thấy ở giữa đối tượng và động từ không có de. Il se rappelle ses souvenirs d'enfance. Anh ta còn nhớ các kỷ niệm tuổi thơ. Giữa động từ và đối tượng chúng ta không thấy có giới từ de. Quand on l'a revu, il ne se rappelait même plus nos noms. Khi chúng tôi gặp lại anh ta lại còn không nhớ nổi tên của chúng tôi nữa. Nhớ tên của chúng tôi anh ta quên luôn rồi. Như vậy chúng ta thấy động từ se rappeler theo quy tắc chung thì không có giới từ de. Nhưng mà trong một số trường hợp thì nó là có thể đi với giới từ de. Do đó người ta nói là có thể đi kèm hay không. Trong ba trường hợp sau đây, chúng ta sẽ thấy động từ se rappeler đi với giới từ de. Thứ nhất, khi de dẫn vào một complement của một động từ khác, tức là cái complement, cái bổ ngữ này nó không là của động từ se rappeler mà nó của một cái động từ khác. Chúng ta hãy coi ví dụ. Je me rappelle du livre que nous avons utilisé à l'époque. Hồi đó, tôi còn nhớ cái cuốn sách mà chúng ta đã dùng hồi đó. Hồi đó tức là hồi đi học hay là hồi đi họp gì đó. Như vậy chúng ta thấy cái complement là cái danh từ livre, nó không phải là của cái động từ này mà là của cái động từ đi sau. Je me rappelle du livre que nous avons utilisé à l'époque. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, khi đi sau là một động từ ở dạng infinitive nguyên thể. Tu dois te rappeler de tout ranger avant le retour de tes parents. Đây là một câu nói với một đứa bé đó. Cháu phải nhớ thu dọn, cháu phải nhớ. Tu dois te rappeler, và chúng ta để giới từ de bởi vì đi sau là một động từ nguyên thể. Cháu phải nhớ thu dọn, đi sau là một infinitive. Cháu phải nhớ thu dọn tất cả trước khi ba má cháu trở về. Tu dois te rappeler de tout ranger avant le retour de tes parents. Hoặc là ngay khi tới nơi thì bạn nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nhớ là nhớ một cái động từ nguyên mẫu. Rappelle-toi de me téléphoner dès que tu arriveras. Ngay sau khi bạn tới, rappelle-toi de, bạn hãy nhớ, me téléphoner. Như vậy trong trường hợp thứ hai này chúng ta thấy động từ se rappeler đi với một động từ nguyên thể. Nhớ, sắp xếp, nhớ, gọi. Và trường hợp thứ ba là đi với một pronom personnel. Je me rappelle de vous, tôi nhớ bạn, tức là tôi chưa có quên bạn. Je me rappelle très bien de lui, tôi nhớ rất rõ anh ta. Như vậy, vous và lui này là pronom personnel, thì chúng ta phải dùng de. Chúng ta không thể nói là je me rappelle vous, hoặc là je me vous rappelle, kiểu gì thì cũng không được, bởi vì đây là một đại từ. Cho dù chúng ta để trước, cho dù chúng ta để sau đều không được hết, mà phải chèn giới từ vào. Nhưng mà một số các nhà ngữ pháp thì lại nói là khuyên chúng ta nếu mà gặp trường hợp đi với pronom personnel thì chúng ta chuyển qua, chúng ta dùng động từ se souvenir. Je me souviens de vous, je me souviens très bien de lui. Thì người ta khuyên chúng ta như vậy.
Nhưng mà đôi khi ở đây là một cái quy tắc ngữ pháp, chúng ta thấy là động từ serapere trong ba trường hợp sau có thể dùng được khi nó đi với một bổ ngữ, và bổ ngữ này nó thuộc về động từ phía sau chứ không phải thuộc về động từ serapere. Đi sau là một động từ nguyên thể, nhớ làm cái gì, và thứ ba là đi với pronom personnel. Như vậy chúng ta vừa mới nói về các đặc tính của động từ sơ souvenir. Đặc tính thứ nhất là đây là mang nghĩa là nhớ, nhưng mà nhớ bằng ký ức chứ không phải nhớ bằng tình cảm, là nhớ nhung. Thứ hai, đây là một động từ luôn luôn phản thân, nó luôn luôn ở cái dạng sơ souvenir đờ. Và thứ ba, nó phải đi với giấy tư đờ khác với động từ khác, là động từ sơ rappele cũng mang nghĩa là nhớ, nhưng mà động từ này có thể đi với giấy tư đờ, có thể không, trong khi sơ souvenir thì bắt buộc phải đi với giấy tư đờ. Sau đây chúng ta làm một số câu bài tập. Chúng ta hãy chuyển những câu này sang tiếng Pháp. Và trong 5 câu đầu tiên chúng ta dùng động từ sơ souvenir ở thì hiện tại. Mỗi khi xem những tấm hình này tôi lại nhớ tới kỳ nghỉ hè của chúng tôi ở bên Ý. Je me souviens de nos vacances en Italie. Tôi nhớ tới, je me souviens de nos vacances en Italie. Động từ sơ souvenir de vida. Chaque fois que, mỗi khi mà. Chaque fois que je revois, tôi coi lại, je revois ces photos. Đi nghỉ hè thì chụp hình, và mỗi khi coi lại những tấm hình này thì lại nhớ kỳ nghỉ hè ở bên Ý. Như vậy động từ sơ souvenir đến với giới tư đờ. Anh ta nhớ rất rõ nơi anh ta cư ngụ thời sinh viên. Il se souvient très bien. Nhớ kỹ là nhớ rất rõ. Très bien. Và chúng ta phải có giới tư đờ. De l'endroit où il habitait. Đây chúng ta dùng đại từ relative où. Ở cái nơi mà ở đó anh ta đã cư ngụ. Où il habitait, khi ta là sinh viên. Quand il était étudiant, khi ta là sinh viên thì anh ta ở chỗ này, và bây giờ anh ta vẫn nhớ rất là rõ. Il se souvient très bien de l'endroit où il habitait quand il était étudiant. Il se souvient très bien de. Câu số 3, cô ta nhớ từng chi tiết của chuyến du lịch sang Việt Nam. Elle se souvient de chaque détail, từng chi tiết, đi đâu, làm gì, gặp ai. Elle se souvient de chaque détail de son voyage au Vietnam. Nhớ từng chi tiết, tức là nhớ kỹ đó. Để chúng ta thấy đây là đi với giới tư đờ. Elle se souvient de chaque détail de son voyage au Vietnam. Bạn có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Đây là một câu hỏi. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de? Est-ce que tu te souviens de notre? Lần đầu chúng ta gặp nhau, tức là lần gặp nhau đầu. De notre première rencontre. Est-ce que tu te souviens de? Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Và câu số 5, chúng tôi hay nhớ những cái lúc mà còn sống chung dưới mái nhà với cha mẹ mình. Des moments passés en famille. Chúng tôi hay nhớ. Nous nous souvenons souvent. Nhớ về cái gì? Des moments passés en famille avec nos parents. Chúng tôi lớn lên rồi, chúng ta hay ôn lại kỷ niệm, và chúng tôi thường xuyên nhớ tới những cái thời khắc, những cái lúc, thời buổi sống chung với gia đình. Des moments passés en famille avec nos parents. Anh ta nhớ ngày ấy như thể mới hôm qua. Đây là một câu tương đối là phức tạp so với các anh chị ở A1, và chúng ta cũng làm quen, và tôi xin giới thiệu như sau. Anh ta nhớ ngày ấy. Il
se souvient de ce jour-là. Il se souvient de ce jour-là. Anh ta còn nhớ cái ngày đó. Il se souvient de ce jour-là. Như thế mới là hôm qua. Như thế chúng ta có cách dùng comme si c'était hier. Đây, nếu các anh chị nào ở bên trình độ A1 chúng ta chưa biết thì chúng ta nhớ một điều là comme si dẫn tới một cái hypothèse không có thật ở trong hiện tại, comme si c'était. Và khi không có thật, một cái chuyện gì không có thật, thì chúng ta phải dùng động từ ở imparfait. Như thể là ngày hôm qua, không thể cái chuyện ngày xưa mà như ngày hôm qua được, đây là chuyện không có thật. Do đó chúng ta nên dùng là như thể và đi với imparfait. Il se souvient de ce jour-là comme si c'était hier. Tôi sẽ nhớ, và sau đây chúng ta từ câu số 7 trở đi, chúng ta làm một số câu với động từ se souvenir ở thì tương lai. Tôi sẽ nhớ ngày này suốt cả đời tôi. Je me souviendrai. Je me souviendrai. Souviendrai de ce jour. Toute ma vie. Tôi sẽ nhớ ngày này suốt cả đời tôi. Je me souviendrai de. Như vậy chúng ta thấy động từ se souvenir thì nó có cái phần phía sau là venir đó, thì chia giống như động từ venir. Souvenir thì chia giống venir. Je me souviendrai de ce jour toute ma vie. Khi bạn về già, bạn sẽ nhớ những năm tháng của tuổi thanh xuân. Quand vous serez vieux. Khi bạn già đi rồi, bạn sẽ nhớ vous souviendrai de. Votre jeunesse, bạn sẽ nhớ tuổi thanh xuân của bạn. Quand vous serez vieux, vous souviendrez de. Bây giờ bạn chưa già, bạn mới có 40-50 tuổi. Khi bạn về già, 60-70 tuổi, bạn sẽ nhớ những cái thời gian bạn đang ở cái tuổi trẻ. Quand vous serez vieux, vous souviendrez de votre jeunesse. Câu số 9, khi nó trưởng thành, nó sẽ nhớ những cái lời khuyên này. Khi nó trưởng thành, tức là khi nó là người lớn. Quand il sera adulte. Adulte là người lớn, người trưởng thành. Nó sẽ nhớ. Il se souviendra de ses conseils. Bây giờ nói thì nó chưa có thấy tác dụng. Khi nó lớn lên, quand il sera adulte, nó sẽ nhớ. Il se souviendra de. Nó sẽ nhớ những cái lời khuyên này. Trong câu số 10 này, chúng ta sẽ để ý, chúng ta phải dùng một đại từ để thay cho một danh từ mà chúng ta không muốn lặp lại. Tôi cảm ơn bạn về những lời tư vấn này. Tôi sẽ ghi nhớ những lời tư vấn này. Chúng ta sẽ dùng một đại từ. Tôi cảm ơn bạn. Je te remercie. Je te remercie. Động từ remercier đi với giới từ de tes conseils. Je te remercie de tes conseils. Je m'en souviendrai. Tôi sẽ nhớ. Je te remercie de tes conseils. Giới từ này đi với động từ remercier. Tôi cảm ơn bạn về những lời tư vấn của bạn. Je m'en souviendrai. Tôi sẽ nhớ, tức là je me souviendrai de ses conseils. Chúng ta không lặp lại danh từ. Conseil đã xuất hiện ở vế trước, thì chúng ta thay và thay bằng đại từ en và đại từ en để trước động từ. Je me souviendrai. Bạn hãy nhớ đóng cửa trước khi ra đi. Và từ câu này trở đi, chúng ta dùng động từ se souvenir ở dạng imperative. Mệnh lệnh, bạn hãy nhớ. Souviens-toi de. Souviens-toi de. Và sau đây là một động từ nguyên thể de fermer. La porte, trước khi ra đi, avant de partir. Souviens-toi de fermer la porte avant de partir. Bạn hãy nhớ những gì tôi nói với bạn hôm qua. Souviens-toi de ce que je t'ai dit hier. De ce que je t'ai dit. Bạn hãy nhớ những gì mà tôi nói với bạn hôm qua. Souviens-toi de ce que
Je t'ai dit hier. Bạn hãy nhớ chuẩn bị kỹ các tài liệu cho buổi họp ngày mai. Souviens-toi de, hoặc là souvenez cũng được. Ở đây chúng ta thấy trong công sở thì dùng câu thứ hai rất nhiều. Souvenez-vous de bien préparer. Chuẩn bị kỹ, de bien préparer les documents. Cho buổi họp ngày mai, pour la réunion de demain. Để chúng ta đổi động từ se souvenir qua ngôi thứ hai số nhiều. Souvenez-vous de. Chúng ta vẫn để dưới từ de. Souvenez-vous de bien préparer. Chuẩn bị kỹ les documents pour la réunion de demain. Câu số 14. Bạn hãy nhớ lời hứa mà bạn đã hứa với tôi. Souviens-toi de. Souviens-toi de la promesse. Và bạn đã hứa với tôi, que tu m'as fait. Ở đây chúng ta để ý là participe passé phải thêm o, bởi vì nó đứng trước, nó có một COD. COD là đại từ cờ này. Đại từ cờ này thay cho danh từ đi trước. Danh từ đi trước là một danh từ feminine giống cái, la promesse mà. Vì vậy trong chữ cờ này có feminine. Và khi một COD đứng trước một participe passé thì chúng ta phải có cái sự ác to về giống về số, cờ này là feminine, ở đây chúng ta phải để ơ. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite. Và câu số 15, bạn hãy nhớ bài học của lần thất bại này. Souviens-toi de la leçon de cette défaite. Bạn vừa mới bị thất bại, bạn hãy nhớ cái bài học này, nó sẽ giúp bạn. Elle là bài học đó. Elle t'aidera. À, nó sẽ giúp bạn. Nó sẽ giúp bạn trưởng thành. Thì chúng ta dùng động từ mûrir. Mûrir. Mûrir hoặc là nó sẽ giúp bạn lớn lên. Grandir cũng được. Động từ mûrir là chín. Chẳng hạn như là một cái trái cây nó chín. Ở đây là chín chắn. Giúp cho bạn chín chắn. Elle, đây là cái bài học đó. Cái bài học thất bại đó. Nó sẽ giúp bạn trưởng thành. Do đó bạn phải nhớ. Souviens-toi de la leçon. Souviens-toi de la leçon. Bạn hãy nhớ cái bài học của sự thất bại ngày hôm nay. Souviens-toi de la leçon de cette défaite. Elle t'aidera à mûrir. Sau đây chúng ta làm một số câu với động từ se souvenir đi với một đại từ. Bạn có nhớ số điện thoại của anh ta không? Không, tôi không nhớ. Tức là tôi không nhớ cái số điện thoại đó. Souviens-toi de. Souviens-toi de son numéro de téléphone. Souviens-toi de son numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Phone. Để chúng ta dùng giấy từ the. Và người kia trả lời là không, tôi không nhớ. No. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. En đây là thay cho một danh từ mà chúng ta không muốn lặp lại. Tức là tôi không nhớ cái số điện thoại đó. Nếu chúng ta dùng động từ se rappeler thì nó sẽ ra là non, je ne me rappelle pas. Chúng ta đã nộp đơn ngày nào nhỉ? Tôi không nhớ. Nous avons nộp đơn là déposer la demande. Quel jour, vào ngày nào? Quel jour hoặc là quel date cũng được. Ngày, date thì là có ngày tháng. Và khi cái trả lời là tôi không nhớ. Je ne m'en souviens pas. Nous avons déposé, chúng ta đã nộp cái đơn. Vào ngày nào? Quel jour hoặc là quel date? Je ne m'en souviens pas. Để chúng ta thấy dùng đại từ on giống như ở bên trên.
Câu số 18, bạn có nhớ thầy giáo dạy toán hồi lớp 8 không? Tôi không nhớ. Souviens toi de notre professeur de mathématiques, de maths, quand nous étions en... Souviens-toi de notre professeur de mathématiques, de maths, quand nous étions en huitième. Huitième trong tiếng Pháp là lớp 8, cũng là lớp 8 của chúng ta. Đây là một bài học đắt giá, tôi sẽ... Và bạn, và tôi xin lỗi, trên kia người kia trả lời là không, tôi không nhớ. No. Tôi không nhớ thầy đó. Je ne me souviens. Je ne me souviens. Lui. De lui. Ở đây chúng ta không thấy ông được, bởi ông thấy là một danh từ chỉ vật. Ở đây là danh từ chỉ người. Chúng ta phải dùng pronom tonic. No, je ne me souviens plus de lui. Đây là một bài học đắt giá, tôi sẽ nhớ suốt đời. C'est une leçon précieuse. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est une leçon précieuse. Đây là một bài học đắt giá. Je m'en souviendrai toute ma vie. Trong câu này chúng ta cũng dùng đại từ en để thay cho một danh từ đi trước và chúng ta không muốn lặp lại. Đó là một cái bài học đắt giá. Tôi có may mắn có một cái tuổi thơ êm đềm và tôi làm sao mà tôi không nhớ được. J'ai la chance d'avoir. J'ai la chance. Tôi có cái may mắn. J'ai la chance d'avoir une enfance tranquille. Une enfance tranquille. Làm sao mà tôi không có thể nhớ được comment. Je, comment, je ne peux m'en souvenir. Động từ se souvenir ở đây đi theo một cái động từ khác, do đó không chia. Nhưng mà chúng ta phải chia cái đại từ phản thân này. Je thì đi với mơ. Comment je ne... Ở đây chúng ta phải có chữ pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'en souvenir. Và trước khi kết thúc bài, tôi xin nhắc lại là chúng ta đang học động từ se souvenir de quelqu'un hoặc là se souvenir de quelque chose, được mang nghĩa là nhớ. Và chúng ta cần phân biệt động từ se souvenir này với một động từ khác cũng có nghĩa là nhớ, tức là động từ se rappeler. Động từ se rappeler thì có thể đi với de, có thể là không. Và theo quy tắc chung thì không đi theo với giấy từ de. Nó sẽ đi theo giấy từ de trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi bổ ngữ của nó là bổ ngữ của một động từ đi sau, chứ không phải là của chính động từ này. Thứ hai là đi sau đó là một động từ phản, động từ nguyên thể. Và thứ ba là đi sau nó là một đại từ, là pronom personnel. Chúng ta cần phân biệt cách dùng của động từ se souvenir và động từ se rappeler. Xin chào tất cả mọi người.